tục. Bây giờ thì các bạn hãy cùng nhau đọc theo những từ này ha. 읽어보세요. 읽어보세요. Được chưa? Rồi. Chữ này là cái gì đấy các bạn? Hồi nãy mình đọc rồi đó. Y. À, thanh dọc. Một thanh dọc như thế này là nguyên âm Y. Được chưa? Y. Rồi. Y. Với cái chữ này thì nó đã ghép được giữa phụ âm và nguyên âm. Với phụ âm và nguyên âm khi ghép lại với nhau nó sẽ tạo thành một chữ, một từ và từ này sẽ mang nghĩa. Chữ này là y, từ này là y và nghĩa của nó là số 2. Được chưa các bạn? Nhớ nha, y là số 2 nha. Đếm số nha, y, được chưa? Số 2. Y là số 2. Tiếp tục nào. À. Phụ âm, nguyên âm khi ghép lại với nhau sẽ tạo thành một từ. Và từ đó sẽ mang nghĩa. Và các bạn xem. Nghĩa chữ ô là gì các bạn? Số 5 ha. Ô. Số 5. Ô. Số 5. Thế mình được chữ số 2 là gì các bạn? Cắn ra. Y. Đúng không? Số 2. Còn số 5. Ô ha. Ô là số 5. Được chưa? Rồi. Tiếp tục ha. Ơ. Không lẽ số 5 với số 2 ghép lại thành số 5, số 2. Từng từ một thì nó sẽ mang nghĩa khác. Nhưng khi hai từ này ghép lại thì nó lại mang một nghĩa khác ha. Viết liền lại, không có viết dính lại nhưng mà cũng viết viết có khoảng cách chút xíu trong này thì nó sẽ ra một từ. Và từ đó mang nghĩa là dưa chuột hoặc là dưa leo đó. À, được chưa? Thế thì mình chữ đọc là O-I. O-I. Được chưa các bạn? Chữ O là số 5. Chữ I là số 2. Nhưng riêng là O, Y thì lại là dưa chuột, dưa leo. Được chưa các bạn? Ở phía trước mình hơi xuống giọng chút xíu. Mình không đọc là O, Y. Mà mình hơi hơi xuống giọng chỗ chữ O đó. O, Y. O, Y. À, nghe chữ giọng mình nó hay chút xíu rồi các bạn. O, Y là dưa, dưa leo. Tiếp tục ha. Ai. Ai. Là chữ gì các bạn? Ha. Đứa bé. Đứa bé ha. Ai. Hơi hơi xuống giọng chỗ chữ A. Ai. Là đứa bé. Ai, hai nguyên âm ghép lại với nhau sẽ tạo thành một từ ha. Rồi, ai.